Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Nhật Quang Pate. Hôm nay hai chị em con xin giới thiệu một dòng mai giảo mới của chú chị ha. Đây. Siêu bông Sài Gòn chứ gì? Dạ không có, là siêu bông Bình Lợi chú anh chị ha. Đặc tính của dòng siêu bông Bình Lợi là lá sẽ bầu hơn của siêu bông Sài Gòn chú anh chị. Mà bên con cũng có số lượng có hạn của chú anh chị. F1 rồi đầu chú anh chị. Một cây như vậy thì có giá bao nhiêu em? Dạ lấy chuẩn giống của anh Đức. Anh Lực. Anh đúng rồi, anh Lực ạ. À. Anh Lực ở Bình Lợi Sài Gòn chú anh chị. Đỗ Lực ạ. À. Dạ một cây như vậy thì có giá là 700.000. Chị đúng em rồi. Con sẽ bao ship một cây. Còn khi lấy số lượng nhiều hơn hai cây thì sẽ có tụi con sẽ bớt giá cho quý cô chú anh chị. Dạ tại dòng này dòng mới của chú anh chị. Dòng mới là những cây F1 con lấy bên của anh Đỗ Lực chú anh chị. Thành ra nó là chuẩn giống đàng hoàng của chú anh chị yên tâm ạ. À. Anh bán cây lớn không mà tụi con bán cây nhỏ thôi chú anh chị. Dạ bây giờ kênh YouTube đó là liên thông với nhau hết. Đúng khi rồi. Mà tụi con nói thông tin không đúng, thì không đúng, tại vì mình không phủ nhận tác giả chú anh chị. Dạ đúng không rồi. Có quyền mà đặt tên lại của chú anh chị ha. Tụi con nói không đúng là sẽ bị đúng anh rồi, Lực xử liền. Anh xử liền. Dạ đúng tâm. Rồi. Dạ. Cái nguồn thì lấy tụi con thì lấy từ của anh Đỗ Lực ạ. À. À của anh Đỗ Lực. Dạ. Một cây thì có giá là 700.000 tại vì anh đó là chỉ cung cấp cây lớn mà tại nhà. Giao lưu tại nhà không? Đúng rồi. À. Còn nên tụi con thì sẽ cung cấp cây giống nhỏ và đà. Ship đi cho quý cô chú anh chị. Đà. Đây, cô chú anh chị thấy hình dung ạ. Đây. Bông thì cô chú anh chị biết rồi, giảo mà được 3 lớp cánh á. À. Một bông á nó lên nó được một bông á nó lên được 4-5 cái chân bông và có cái đó là tới 8-9 cái chân bông luôn quý cô chú anh chị ha. Bông nó rất là dai và cánh nó rất là ok đẹp quý cô chú anh chị, bự, bông to. Nó rồi lâu tàn nè quý chị, đặc tính của dòng miễn mà của chú chị Sài Gòn rồi mà qua hàng dòng mà Bình Lợi này là của chú chị không nổi, con nói thiệt, của chú chị có mạnh dạng tòng mà bây giờ những cái cây mà lớn cái cây tiền nó không được ghép những hàng dòng Bình Lợi được không của chú chị, đó được kiểm nghiệm mà được 2 năm nay rồi của chú chị mà năm nay mới tung ra thị trường như quý chị. Dạ đặc dạ. Biệt là quý cô chú anh chị mà có gốc mai phôi tứ quý á. Đúng rồi rất là đẹp của chú chị, mấy bên con ghép được 2 tháng rồi của chú anh chị. Không có hơn nhưng chú anh chị không có được số lượng đầu ngàn đâu quý anh chị ha, còn rất là mới mẻ của chú anh chị. Số lượng rất là ít. Dạ, số lượng rất là ít. Của chị cứ mạnh dạn mua đầu tư ra của chú anh chị ạ. Tại dòng này dòng mới mà dòng giảo thì nó rất là dễ chăm của chú anh chị ha. Rồi được cái bông to mà nó chùm nó thì quá. Okay. Mình có thể mua để mình bên cải tạo chú anh chị, thì nói là bông to bự là đánh sập hết của chú anh chị ơi. Và đặc biệt là nó rất là dai, cái bông nó rất là bền á. Đúng rồi, dai bền. Bông to. Thì cũng nói thiệt lên chợ của chú anh chị thấy bông to là cũng chi thằng giờ không nổi, nó thiệt. Rất là dẹp của chú anh chị ha. Được 2 tháng rồi đúng không chị ha. Gốc là gốc của con nè, xử lý để cái này là gốc bự luôn á, gốc bự cỡ ngón gần ngón tay cái của em luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Của bây giờ con xin chúc của chú anh chị nhiều sức khỏe, mua mai giống cũng ngồi thay cho em con à. Bên cạnh này con cũng có nhiều cái dòng nó mai giảm luôn của chú anh chị ha. Và các dòng cúc ạ. À. Xin cảm ơn ạ. À.